Chào các bạn đã xem kênh Lê Phương Vlog cuộc sống của LCA nha. Hôm nay là cuối tuần á, gia đình Phương đi vòng vòng bên ngoài này cả nhà, đi chở tụi nhỏ đi ăn ha, với lại ghé nhà bạn chơi một tí. Thì xin mời cả nhà cùng đi gia đình Phương ha. Hôm nay trời cũng âm u nè cả nhà, chắc chiều nay là mưa đó. Ở Malaysia thì nắng ít mưa nhiều nha cả nhà. Tới chở qua cả nhà ơi, thì hôm nay Phương với tụi nhỏ xuống dưới đây để ăn phở ha. Thì phở này á là người qua bán chứ không phải người Việt Nam ha. Nói chung thì họ nấu cũng tương tự cả nhà, nhưng mà ăn cái mùi vị thì nó khác ha. Ở Việt Nam mình á thì bỏ lá quế với lại ngò gai cả nhà, còn đây thì người ta chỉ bỏ cần tạo ha. Vô đây rồi bắt đầu mình chọn một cái bàn để mình ngồi cả nhà, xong rồi người ta sẽ lợi hỏi mình uống nước gì để mình kêu nước trước ha. Hôm nay thì ông xã Phương ăn cơm ha. Ông xã kêu cơm mà không biết cơm gì nè cả nhà. Thì ở Malaysia những quán như thế này cả nhà, thì thường chủ quán á, họ chỉ bán nước thôi ha. Còn những cái chỗ mà bán món ăn này á, là người ta mướn á, mỗi một chỗ là bao nhiêu tiền một tháng cả nhà. Thì người ta bán món ăn, chủ thì chỉ bán nước thôi. Phở tới nè cả nhà. Thì tô phở này á khoảng 70k Việt Nam mình ha. Thì nó cũng giống phở mình nè cả nhà, nhưng mà ăn mùi vị nó khác, là nó không có ngon bằng ha. Hai nhỏ Phương á thích ăn phở này lắm. Mỗi khi xuống đây á là tụi nó chỉ ăn phở thôi. Thì phở này á, người ta sẽ cho mình ăn kèm với lại tương ớt ha. Phương cho tương ớt cho nó cay cay này cả nhà. Ở bên trong thì có thịt bắp nè, thịt miếng nè, rồi có thêm lòng bò với lại gân bò ha. Em ăn chưa có no cả nhà. Kêu thêm là bánh mì chấm cà ri cho hai em nè.
Phương ăn xong mà cả nhà, thì cái phở này theo Phương thấy á, nó không có đậm đà và nó ngon như phở mình ha. Ăn thì nói chung là ăn được thôi. Giờ Phương chuẩn bị đi xuống nhà bạn ha. À, bạn Phương cũng hẹn kêu là đi ăn á cả nhà. Tiếp lắm mới hai em mới đi theo cả nhà ơi, không có chịu đi theo đâu. Đây là con đường đi xuống nhà bạn mình nè. À, thì hôm nay Phương đi cái chỗ này á, à, cái chỗ mà người ta bán nhiều hải sản cả nhà, ở gần biển á, thì chỗ này Phương có đi qua rất là nhiều lần nha. Phương có quay video qua nhiều lần rồi. Đi sắp tới cả nhà ơi, hôm nay trời rất là nắng luôn. Con trai của bạn mình ha, hồi nãy mình ghé cho bạn mình rước con trai bạn mình đi trước, chúc bạn mình đi sau, tại vì xe chở không có hết hết cả nhà. Cái chỗ mà có cái chùa, ở trước chùa có dòng sông, giống dòng sông ở miền Tây Việt Nam mình đó cả nhà. Đây là bà chủ quán người Việt Nam nha cả nhà. Quán đây thì có bán tất cả loại hải sản ha. Đây quá trời món ăn nè, lập sức mà lựa. Đây có tất cả hải sản cả nhà. Giờ Phương xem á, Phương kêu trước vài món ha. Chút nữa bạn Phương xuống là kêu thêm á cả nhà. Kêu vài món cho tụi nhỏ nó ăn trước ha. Giấy sứ thôi mà. Sao sứ thôi mà. Nè men nè, giống sứ men mà. Đây là gỏi đu đủ nha. Mì xào, tôm tích chiên bột, nhiêu hấp xả. Ê, mấy anh này kén ăn quá. Ở bên đây lúc này tháng 9 á, rất là nhiều người ăn chay từ mùng 1 tới mùng 9 á cả nhà. Cho nên là những cái quán ăn á rất là vắng khách ha. Cả nhà mình ăn với Phương nha. Ăn nó hảo á. Đêm hút. Bây giờ cho ta mình sẽ chuyển mãi ra cho mất ta. Khai xiên người ta cứ lại cho em. À, tụi nhỏ đi mua kem ăn cả nhà. Hai ốc gai. Chắc lé sắp ráo chảy rồi. Với mì là đi mẹ. Với mì. Mẹ là với mì. Này xương khoai khoai. Xương khoai khoai. Ngon. Ờ, nó biết ăn con đó, con là con đúng rồi. Đây, đây ốc gai này cả nhà ơi. Ốc gai này ngon lắm nha cha. Ủa, nó bự cho bá luôn à. Nhìn hết vậy. Để xem mình ăn này chưa. Chứ chưa là chăn này cả nhà. Sợ bà lớn mà giảm cân. Không biết. Hay là bà ngỡ nó sợ. Bây giờ nét rồi giảm gì nữa. Ăn miếng men đó sao mà. Rồi khoan nè, khoan. Khoan nó kêu nó mập. Cái cơ nó thì khoan khoan mập, khoan phải. Rồi kêu 6 7 kg vậy. Được. Mẹ con canh đua. Mẹ con mập.
ngon ha. Lâu lâu nói chung là cái đồ chua cay với ốc hải sản thôi tôi ít ăn rồi. Thì nay cũng lâu lắm rồi cả nhà, chắc cũng mấy năm rồi, từ hôm mà dịch bệnh đến giờ đó, mình mới gặp lại bà bạn mình nè. Bà rủ xuống nhà chơi, rồi rủ xuống dưới đây ăn, rồi tám chuyện ha. Thì nói chung là từ hồi dịch bệnh đến giờ cả nhà, Phương ít có đi đâu á. Với lại bây giờ nói chung là ai cũng có công việc riêng á, bận công việc, cho nên là thời gian gặp nhau cũng rất là ít cả nhà. Mấy năm mới gặp lại nhau một lần ha. Hôm nay định rủ nhiều bạn đi ăn chung á cả nhà, nhưng mà mấy bà bạn ấy ăn chay cho nên là mấy người đó không có đi được, chỉ có Phương với lại người bạn này thôi. Thì ở bên đây phong tục tháng 9 á, là người ta cúng cái ông ở bên đây gọi là chiều quản dẻ cả nhà. Phương nghĩ là chắc là ông cửu dương gia. Thì tháng 9 người ta sẽ ăn chay từ mùng 1 tới mùng 9 ha, cho nên là tháng này rất là nhiều người ăn chay luôn. Mua thêm cái apple nữa dành chụp ảnh. Đây biểu tượng này chụp đầu nhăn như khỉ luôn. Ở đây gọi là cù lũ nha cả nhà. Mập hello cả nhà, mập hello. Nắng quá. Đầu hay. Ở dưới đây thấy bữa cá quá trời luôn. Vui vẻ mà. Bây giờ là cũng khoảng 4 giờ cả nhà. Rất là nắng luôn. Ở đây từ khi mà 6 giờ 7 giờ chiều á nó mới mát nha. Không có thấy đường. Ủa đâu cái cầu đó đi được không? Cầu đó mình đi qua đó. Ủa là cầu này hả? Ừ, nãy mình chạy qua đó. Cho xem mà bấm hai tên thì bánh làm cho. Cái cầu này tôi thấy giống cầu ở tôi thấy giống cái cầu ở cái răng. Cái răng Cần Thơ đó. Cái răng Cần Thơ là mình đi cái sông này nè, cái có cái cầu. Bữa nào đi đây? Đâu đâu có thời gian đâu. Tôi nói ngày nấu cơm 3 lần thì bà hiểu rồi. Ôi thì cũng phải nghỉ ngơi đừng đi chơi chứ ở nhà hoài. 10 đồng, thằng này 50, thằng kia 60. Đây bạn của mình đây. Chào cả nhà đi. Nè, thấy cũng thấy chứ bộ. Thấy không? Sao tôi không thấy gì hết vậy? Thấy. Nhìn vợ không thấy mình đâu. Không mờ nè. Nghe chạy kìa. Thấy luôn á. Đây là con trai của bạn mình. 12 tuổi mà nó cao vậy nè cả nhà. Hi. Ở bên đó là khách sạn á cả nhà. Mình đến có thể nghỉ ngơi ở đó ha. Ở đây là chùa nè cả nhà. Ở trước chùa thì là một dòng sông ha. Thì chỗ này Phương có đi qua rất là nhiều lần cả nhà. Đây trước chùa có một dòng sông ha. Sông này là đa số người ta thả bè nuôi cá cả nhà. Ở đây thì ít nè, bên kia còn nhiều hơn nữa. Bây giờ bắt đầu đi về cả nhà ơi. Đi ăn uống rồi nói chuyện ngắm cảnh. Giờ là cũng 4 giờ hơn à. Đây bây giờ chở cái đàn lâu la này về. Giờ Phương đi về cũng sắp đến nhà cả nhà. Giờ cũng khoảng 5 giờ rồi ha. Thầy từ nhỏ nó mệt nó nằm hết rồi này cả nhà ơi. Thì video Phương hôm nay tới đây á, Phương xin kết thúc. Phương cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Phương ha. Phương chúc cô chú anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Thì cô chú anh chị và các bạn xem video của Phương thấy có hay, có thích, có thư giãn thì đừng quên cho Phương xin một like, một chia sẻ. Và nhớ nhấn chuông đăng ký kênh để ủng hộ Phương nha. Để theo dõi tiếp những video mới của Phương. Bây giờ Phương xin chào cả nhà, hẹn cả nhà trong video tiếp theo nha. Bye bye.